Audio Jungle. Con thì con vui lòng đăng ký kênh đi. Thì clip này mình quay cũng rất là chi tiết và cụ thể cho con xem về cái tình hình, đó là hỗ trợ cho bà con nông dân kỹ thuật ở huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk. Đó là chị Mãn. Thì gia đình chị có trồng với 600 gốc chanh dây. Thì clip này mình quay cũng đang trong thời tiết là mưa bão vào ngày mùng 6 tháng 11 2017, đó là ảnh hưởng của bão á. Thì ở đây nó đang rất là mưa rất là lớn. Thì mình cũng mang áo mưa và cũng cùng với chồng của chị Mãn là vào vườn thăm vườn và để hỗ trợ cho chị về cái bệnh mà phòng cái bệnh mà virus phân trắng đó. Thì đây là hành trình mà đi, mình quay cũng rất là cụ thể, mưa rất là lớn, nước rất nhiều, nói chung là bà con nhân chúng ta làm chanh dây hay tất cả cây trồng khác cũng rất là khổ cực, nên mình cũng muốn cho bà con có một cái mùa chanh dây nó mang lại lợi nhuận. Thì với cái việc mà để cho bà con có một lợi nhuận này thì mình cũng khuyên bà con trong cái thời gian ban đầu lúc mới trồng thì bà con nên có phương pháp và xử lý bệnh nó cụ thể nha, chứ đừng để mà bệnh nặng rồi thì bà con xử lý thì nó tốn rất nhiều chi phí mà nó rất là khó khăn. Vì thời tiết nó mưa á, khi bà con phun thuốc hay sao không được thì bệnh nó sẽ không có bớt, rất là khó bà con. Thì đây là cái cây chanh dây đầu tiên của chồng chị Mãn, thì nói là nó bị virus đầu tiên, có một cây á. Thì trong vườn thì bị có 3 cây thôi, thì anh cũng đã tiến hành cắt bỏ và xử lý những cái dây đó. Thì sau khi cắt bỏ xong thì anh cũng có gọi điện thoại đến cho bên mình để tư vấn về hiện trạng và cái bệnh của cái chanh dây, về bệnh virus phân trắng á. Thật sự thì mình quay rất là nhanh nha, bà con có thể thông cảm cho mình vì thời tiết nó rất là mưa, bà con thấy rõ là mưa rất là nhiều á, nên mình quay sẽ không được chậm cho bà con xem. Thì vườn chanh dây này mới có 4 tháng thôi nha, chỉ 4 tháng mà ra trái bói rất là sum xê. Thì cái qua cái phương pháp chăm sóc của anh bón phân thì nó cũng chung là cũng rất là hợp lý thôi. Thì đây là mình đi là kiểm tra hết cái vườn, toàn bộ cái vườn của anh. Thì mình cũng nói lại mình sẽ quay hết vườn. Thì bà con nông dân nào á thì đang ở trong giai đoạn này á mà gặp thời tiết mưa mà dễ bị phát bệnh á, thì mình khuyên cho bà con, có nghĩa là chúng ta phòng đi. Thứ nhất là có hai phương án cho bà con. Thứ nhất là cái côn trùng chích thúc, cái đó là mình khuyên bà con á, nếu mà bà con chúng ta á là không phun được côn trùng chích thúc á thì cái khả năng vườn của chúng ta bệnh nó rất là cao. Có nghĩa là nó bay từ những cái vườn khác, nó lây lan, nó chích cho cây chúng ta, khiến cho cây chúng ta nó vàng sẵn lại, trái da cóc sần sùi. Đó là cái thứ nhất. Và cái thứ hai đó, về thuốc mà phòng trị á thì mình cũng sẽ tư vấn cho anh chồng của chị Mãn là cái nano bạc đồng và cái nano bạc đồng hợp kim đó. Thì cái này cho anh phun theo tỷ lệ 1:2:1, nói chung là tùy vào công thức mà mình sẽ cho anh phun theo cái tỷ lệ nhất định và thay đổi liên tục để chống cái tình trạng mà kháng thuốc. Thì vườn chanh dây này mình cũng khẳng định là nó rất là đẹp. Thì ảnh cũng sợ vì cũng lo cái bệnh virus phân trắng da cóc đây. Đó, đây là cái cây chanh dây bị là mình bứt rồi con xem á. Thì nó đã có chớm hiện tượng bị rồi. Thì mình cũng cho anh là cắt bỏ những trái này đi, cắt sâu vào, tiến hành phun thuốc bạc đồng đó như mình nói bà con á. Rồi cái thứ hai nữa là phun côn trùng chích thúc, cái đó là hai cái yếu tố quan trọng nhất mình khuyên bà con á. Vì vấn đề mà chanh dây bệnh bây giờ hầu như bà con chúng ta mắc trắng hết, lỗ hết, nhiều nhà vườn trồng lên chưa kịp phủ vàng thì nó vàng lá nó chết hết, thì mình thấy rất là tội với bà con nông dân của chúng ta. Nhưng lại giá cả nó cũng bấp bênh quá, nó lên xuống thất thường quá, thì cho việc nông dân chúng ta trồng và bán nó rất là khó. Trồng lên là một vấn đề rồi, mà khi bà con bán thì nó lại là giá thành nó thấp. Thì cái chanh dây mình nói chung nó có rất nhiều bệnh, nhưng mà ở tất cả clip khác mình cũng quay cho bà con xem rồi. Nhưng ở cái clip này thì cái vườn của chồng chị Mãn thì có hiện tượng là tóp quả. Thì với như cái bệnh mà tóp quả thì mình khẳng định bà con cái bệnh này nó xử lý cũng rất là đơn giản thôi. Bà con phun 3-4 lần thuốc thôi và đổ gốc một lần á, thì sản phẩm bên mình là sản phẩm Nhật. Bà con phun xong thì mình khẳng định là hầu như tuyệt đối 80-90% là cái bệnh tóp quả nó sẽ không xảy ra nữa. Thì khi bà con cứ nghĩ đi, khi chúng ta trồng lên một cái cây chanh dây á mà chuẩn bị bán mà trái tóp hết á thì đâu có thể mua giá cao được đâu. Mà nếu không mua được giá cao thì bà con bán vào chanh múc á thì giá nó rẻ thì khiến bà con lỗ. Thì qua đó mình cũng khuyên bà con có chế độ phun thuốc bón phân nó đầy đủ hết. Vì cây chanh dây là một cây, nói chung là nó cũng là một cây siêu lợi nhuận, mà qua đó nó là một cây dễ bệnh. Nên nếu bà con chăm sóc không đúng quy trình á thì nó bệnh nhiều thì bà con lỗ. Bà con sẽ chán nản vì cái thời gian và công cán đầu tư vào cái cây chanh dây này á, nói chung nó rất là nhiều chi phí, từ cái giai đoạn mà làm vàng này, trồng này, chăm sóc, phun thuốc, bón phân, rồi công tỉa cành, tỉa lá, nói chung là rất là nhiều. Thì hôm nay cái clip này mình quay bà con để xem về cái thực tế của hiện tại
mình đi moi rễ kiểm tra hết vườn chanh dây của anh. Nói chung vào mùa mưa á, thì mình cũng nói bà con rằng là nó hay bị cái tình trạng là chết nhanh, héo xanh. Đó, cái tình trạng đó, chết nhanh héo xanh đó, vàng rũ lá xuống á. Thì cái bệnh này thì nó cũng giống như một số cây trồng khác như cây cà chua rồi cây hồ tiêu á. Thì cái dây nó rất là nhạy cảm, nên mình cũng khuyên bà con á là phải thứ nhất là có được cái kênh nước thoát cho nó hiệu quả, đừng để vườn chúng ta nó ngập úng. Mà khi nó ngập úng á thì mình nói bà con là cứu nó rất là khó. Nói chung những cây nào bị nhẹ chúng ta cứu được, còn nó nặng quá thì coi như bà con mất. Thì bà con cứ nghĩ đi, trồng một cây anh dây nó từ 3 đến 4 tháng là tốn biết bao nhiêu thời gian rồi, mà nó lại chết nhanh chết chậm như cây hồ tiêu á, chứ mình tới cái giai đoạn mà thu hoạch đó, nó chết đó thì rất là khó cho bà con đó mình nói. Thì với vườn này mình cũng moi và kiểm tra rễ cho chồng của chị Mãn để kiểm tra hết tình hình chung, và sau đó mình sẽ cho anh những cái công thức mà phun cho nó hiệu quả và cây chanh dây. Thì lâu nay mình cũng sẽ luôn luôn cập nhật cho bà con quay những video. Thì thời gian gần đây á, bên mình rất là bận về cái thời gian mà chăm sóc vườn và hỗ trợ bà con nông dân, nên không thể quay trực tất cả clip hết cho bà con xem. Thì cái vườn này mình cũng quay là cụ thể, tuy là trời mưa đó, thì bà con thấy rõ đây là trời mưa, mưa rất là lớn, ảnh hưởng của bão, nhưng mình vẫn quay cho bà con xem được. Thì đâu con nắm rõ được trong thời tiết nào bên mình vẫn hỗ trợ được cho bà con. Thì để nhằm thứ nhất là bệnh của nhà vườn của nông dân sẽ không bị phát tán trong thời gian mưa, bà con có thể xử lý thuốc sao cho nó hiệu quả. Và cái thứ hai nữa là những cái phương pháp phòng để mà không bị bệnh và tái bệnh. Thì ở khu vực Buôn Đôn này thì mình lên hỗ trợ họ rất nhiều vườn, thì mình thấy rằng cái vườn chanh dây mà ở đây nông dân ta bị bệnh chết nhanh á, thì cũng rất là nhiều, phủ vàng chết, nên nhiều nhà vườn lỗ rất là nhiều. Có nhà vườn lỗ mất trắng 80 triệu, 100 triệu, vừa trồng lên làm vàng bài bản, hệ thống nước tưới nhỏ giọt hết. Nó mưa vài tháng, bão vài tháng thì không thoát nước được. Bắt đầu là vườn nó vàng, nó úa rồi, nó héo, héo hết rũ, chết hết. Thì mình cũng thăm mà cũng có quay lại cho bà con xem đó. Thì thực chất về cái vườn chanh dây thì bên mình quay rất là nhiều vườn rồi, thì bà con cũng thấy á, hầu như là nó bị chung một bệnh, đó là virus. Nó nghĩa là gia cốc sần sùi, thung đọt, chậm phát triển. Rồi những cái bệnh như là lở cổ rễ, rồi những bệnh phù thân, rồi bệnh rụng hoa, rụng trái, không đậu trái, bệnh bã chầu, bệnh đốm dầu, rồi vết dầu lon. Nói chung là những cái bệnh đó mình làm ở tất cả clip khác rồi, quả nó sần sùi đó, mình cũng làm hết cho bà con xem. Thì clip này mình cũng quay đó, thì nói chung rất thực tế thời tiết mưa này. Thì bà con cứ xem về cái vườn của chồng chị Mãn này, mình quay nói chung là đầu đám cuối đám và giữa đám, mình đi hết xung quanh vườn á. Thì chanh 4 tháng này nói chung rất là đẹp, thì mới bị có ba gốc thôi. Bây giờ mình tiến hành cho chồng chị Mãn phun và phòng bệnh và một số phương pháp mà để phun côn trùng cho thúc cho nó hiệu quả để không bị tình trạng lây lan. Thì một lần nữa bà con cứ đăng ký kênh đi và theo dõi tất cả clip bên trái cây thêm một lắc và những cây trồng khác như là mãng cầu, bơ, sầu riêng, chanh dây, gừng nghệ, nói chung vân vân. Thì bà con nào có nhu cầu cần hỗ trợ về cây trồng đó, thì bà con số điện thoại, số điện thoại dưới thì mình luôn luôn hỗ trợ và sẵn sàng giúp đỡ cho bà con. Và một lần nữa mình cũng mong bà con đăng ký kênh để tạo động lực để mình quay những clip cho bà con xem. Tuy trời nắng hay trời mưa gì hết, mình sẵn sàng quay cho bà con xem. Thì chỉ cần bà con đăng ký kênh thôi để mình có cái động lực mà làm video cho con xem. Xin cảm ơn bà con ạ. Bà con cứ theo dõi hết clip nha. Mình quay toàn bộ về cái vườn chanh dây này. Tuy clip quay hơi nhanh nên bà con thông cảm nha, vì điều kiện là nó mưa. Xin cảm ơn bà con ạ.
Nè, sen với tiêu, đây là những cái sầu riêng mới trồng có một năm à.